Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt TV Network. Sau đây là phần bình luận với tựa đề Người phụ nữ trong vụ án mờ. Bài viết hôm nay do blogger người buôn gió biên soạn quan chương trình bày. Thưa quý vị, trong ngành điều tra xét xử của Việt Nam có một từ tên là án mờ. Án mờ là những vụ án không thể điều tra được vì không có dấu vết trong các vụ án hình sự. Án mờ còn là những vụ án dính dáng tới những quan chức cao cấp hay là an ninh chính trị không thể đưa ra làm rõ. Cho đến nay, thì vụ án anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh và đồng bọn Nguyễn Thị Minh Thúy đã trở thành một vụ án mờ. Sau những màn bắt bớ khẩn cấp, khám xét rồi kết luận điều tra, cáo trạng ầm ĩ thì vụ án rơi vào yên lặng một cách bí hiểm. Không ai biết tiến trình của vụ án này sẽ thế nào. Đến nay, thân nhân của những bị cáo và các luật sư bào chữa còn không nắm được hồ sơ của vụ án này đang ở đâu. Và nếu như Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh là một người dày dạn và am hiểu các thủ thuật điều tra của cơ quan an ninh, thì người đồng vụ với anh đó là chị Nguyễn Thị Minh Thúy lại hoàn toàn không có những kinh nghiệm đó. Nguyễn Thị Minh Thúy sinh năm 1980, quê quán Hưng Yên, đã ly dị chồng và một mình nuôi hai đứa con nhỏ, là nhân viên kế toán. Theo thông tin từ báo chí đưa ra, thì chị Thúy đã nghe theo sự hướng dẫn của Nguyễn Hữu Vinh đưa những bài viết đăng trên trang anh Ba Sàm. Bản cáo trạng sau này nói rằng Nguyễn Hữu Vinh đã tạo ra các trang mạng, tạo mật mã và cung cấp cho chị Thúy, hướng dẫn chị Thúy đăng những bài viết mà Nguyễn Hữu Vinh muốn đăng. Phần tội danh của chị Thúy trong cáo trạng mô tả sơ sài, thiếu thuyết phục. Căn cứ trên cả bản cáo trạng thì chị Nguyễn Thị Minh Thúy chỉ là đồng phạm, không phải là chủ mưu, thực hiện một cách thụ động. Việc kết luận điều tra cũng như là bản cáo trạng đã khép chị Nguyễn Thị Minh Thúy cùng chung với lại Nguyễn Hữu Vinh khung hình phạt là từ tù 2 năm cho đến 7 năm là một việc làm miễn cưỡng của những người điều tra, mà cả viện kiểm sát lẫn tòa án đều tiếp tay làm ngơ. Và nếu điều tra một cách đúng tình đúng lý thì Nguyễn Thị Minh Thúy không thể cùng chung khung hình phạt với lại người chủ mưu đó là Nguyễn Hữu Vinh. Và đây là điều bất công trong vụ án này đối với lại chị Nguyễn Minh Thúy, người phụ nữ đơn thân đang phải nuôi hai con nhỏ. Và tất nhiên, nếu có một phiên tòa trong cùng khung hình phạt này thì tòa án sẽ xử Nguyễn Minh Thúy mức án thấp hơn Nguyễn Hữu Vinh. Lúc đó, dư luận chỉ chú ý đến mức án khác nhau và họ quên mất một điểm trước đó là cả hai người trong cáo trạng quy vào một khung hình phạt giống nhau. Tại sao cơ quan tố tụng không đưa Nguyễn Thị Minh Thúy vào khoảng 1 ngay từ đầu mà phải đưa ngang bằng Nguyễn Hữu Vinh và vào khoảng 2 điều 258? Đây là một câu hỏi lẽ ra các luật sư và dư luận cũng như gia đình của chị Nguyễn Thị Minh Thúy phải cực lực lên án các cơ quan tố tụng ở vụ án này. Bởi đó là một âm mưu đê hèn của cơ quan điều tra an ninh Bộ Công an của Việt Nam. Và nếu khoảng 1 điều 258 quy định rằng người phạm tội bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ hoặc là bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm, thì chị Nguyễn Thị Minh Thúy phải được xét xử khi chưa đến 6 tháng bị tạm giam. Sở dĩ là 6 tháng bởi vì có tội thế nào thì ra tòa mới rõ, để bảo đảm cho bị cáo. Luật đã quy định thời hạn tạm giam không thể quá mức thấp nhất của khung hình phạt. Tuy nhiên, trong vụ án này thì cơ quan điều tra đã không khai thác được bằng chứng từ Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh, cho nên họ đã đưa chị Nguyễn Thị Minh Thúy vào cùng khung hình phạt để hợp thức hóa việc tạm giam kéo dài người đồng phạm thụ động này với người chủ mưu. Xin được lưu ý, việc dùng từ bị cáo đồng phạm chủ mưu là căn cứ trên bản cáo trạng của cơ quan tố tụng đưa ra. Kính thưa quý vị, cơ quan an ninh nghĩ rằng việc giam giữ kéo dài một người phụ nữ phải nuôi hai đứa con nhỏ sẽ có những thuận lợi cho họ. Thứ nhất là người phụ nữ này sẽ hoang mang, suy sụp để nhận mọi điều mà cơ quan an ninh đặt ra. Thứ hai là thông qua việc giam giữ Nguyễn Thị Minh Thúy sẽ khủng bố tinh thần Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh, khiến anh Vinh phải lo nghĩ và nhanh chóng chấp nhận những cáo buộc của an ninh điều tra đưa ra. Lẽ ra, một pháp luật minh bạch và nhân đạo, người ta sẽ xét đến hành vi đồng phạm thụ động của Thúy và tình cảnh đáng thương đó là bà mẹ đơn thân nuôi hai đứa con nhỏ. Kinh tế khó khăn để xử đúng người đúng tội, vừa khách quan, nghiêm minh, vừa nhân đạo. Đằng này, cơ quan an ninh điều tra lại lợi dụng hoàn cảnh đáng thương của chị Thúy, dùng thủ đoạn nâng khung hình phạt để kéo dài hợp thức hóa thời gian giam giữ Nguyễn Thị Minh Thúy, nhằm mục đích khủng bố tinh thần bị cáo, buộc bị cáo phải theo những yêu cầu của mình muốn. Thưa quý vị, hành xử pháp luật như vậy khác nào khủng bố hay là bọn mafia bắt cóc con tin
bắt cóc phụ nữ, trẻ em. Đề nghị các ông Lý Anh Dũng, quyền trưởng cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an và các điều tra viên Hoàng Văn Hưng, Đinh Tiến Mạnh lập tức từ bỏ thủ đoạn hèn hạ đối với lại chị Nguyễn Thị Minh Thúy, một người mẹ đơn thân đang phải nuôi hai đứa con nhỏ, đưa Nguyễn Thị Minh Thúy ra khỏi âm mưu chính trị cho vụ án nhơ nhớp này. Đề nghị ông Nguyễn Tố Toàn là Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Tối cao không được tùy tiện tiếp tay cho cơ quan an ninh điều tra để khủng bố tinh thần phụ nữ và trẻ em. Thiết nghĩ các ông đều là con người, có gia đình con cái, có nhận thức xã hội và trên hết là có kiến thức pháp luật. Các ông là nam nhi, có quyền chức. Nếu để người đời nghĩ rằng mọi thứ các ông đang có như là chức vụ, cấp bậc đều do dẫm đạp vào những số phận của người phụ nữ, của người mẹ, của những đứa trẻ con, thì đó là điều bạn bè họ hàng của các ông sẽ ám ảnh trong đầu không phải chỉ một thế hệ. Và nếu tài giỏi thì đã đấu trí được với người cựu đồng chí của các ông, đó là bà xã Nguyễn Hữu Vinh, đang trong vòng tay giam giữ khống chế của các ông. Hành vi phải dùng người mẹ như là chị Nguyễn Thị Minh Thúy để làm con bài gây áp lực khủng bố trong vụ án này là một hành vi đốn mạc. Và tất cả những ai có lương tri, có một chút niềm tin tín ngưỡng về nhân quả đều không chấp nhận được. Xét theo tính chất vụ án và những mô tả trong cáo trạng, thì việc giam giữ 17 tháng tù đối với lại chị Nguyễn Thị Minh Thúy là tùy tiện. Đề nghị cơ quan tố tụng của Việt Nam phải lập tức hủy bỏ biện pháp giam giữ đối với lại chị Nguyễn Thị Minh Thúy, để bị cáo Nguyễn Thị Minh Thúy tại ngoại chăm sóc con cho đến khi có phiên tòa xét xử. Đó là hành động cứu gỡ danh dự, uy tín cho hệ thống pháp luật vốn dĩ ngày một mất niềm tin trong nhân dân như là hệ thống pháp luật của Cộng sản Việt Nam. Hay nói một cách khác là do một số lãnh đạo cao cấp của đảng đã lợi dụng làm công cụ phục vụ lợi ích cho cá nhân của mình. Rất mong các cơ quan tổ chức nhân quyền, các tổ chức báo chí, các cá nhân hoạt động nhân quyền, đặc biệt là phụ nữ, bà mẹ và trẻ em, chú trọng đến trường hợp bất công của chị Nguyễn Thị Minh Thúy trong vụ án mờ này. Thưa quý vị, vừa rồi là phần bình luận với tựa đề Người phụ nữ trong vụ án mờ, bài viết do blogger Người Biên Gió biên soạn, Quang Trường trình bày. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào phần bình luận lần tới. Xin kính chào.